Xin chào toàn thể anh em đam mê bẫy chim nhá. Này đi bẫy chim cùng với mấy anh em đây, toàn những cao thủ võ lâm bẫy chim đây. Thì tí quay sản phẩm cho anh em xem nhá. Anh em thấy vui đăng ký kênh. Thấy hay thì đăng ký kênh cho em và chấm like và chia sẻ kênh cho em ấy nhá. Ra đây nhanh lên. Nhanh lên, nhanh còn kịp. Đây, anh em xem nhá. Đấy, là nhìn này. Đấy, chim bay đẹp chưa? Đấy. Anh em nhá. Đây, anh em ra bắt chim rồi anh em ạ. Tác nghiệp cu cò đây. Đấy, anh em xem nào, cu cò đấy. Đấy, sản phẩm đấy nhá. Sản phẩm của con đẹp anh em mà tôi luôn, đây. chim già luôn đấy anh em ạ. Cườm của cườm rất đẹp luôn. Đẹp luôn nhá. Rồi. Về đây. U địt mẹ cắm kìa. Cắm nó. Cắm hết kìa. Cho thấy ai chim gì mà thấy anh đâu mất. Con này trước. Rồi, ok, anh em nhìn thấy hay không? Đấy, lại sản phẩm nữa nhá. Anh em thấy hay đăng ký kênh nhá. Anh em nhìn đấy, anh em tác nghiệp chưa? Đấy, cùn lon. Đầu tiên là bánh tẻ thôi. Đấy. Ôi, thật tưởng anh quay kìa.
Đấy, con này. Nặng quá, muốn ra nhưng mà bắt đây nha anh em nha, nhìn này. Hơi cô gái. Đây này. Đấy, con gọi đam mê này. Đấy, thấy chưa? Đam mê nhá. Rồi. Còn anh gái này cho anh em nhá. Còn đây anh em làm đam mê đấy, vẫy chim nhá. Đây. Rồi đi ấm. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021 nha anh em nhá. Là toàn anh em đam mê đấy, ngồi này. Rất là ấm cúng đây rồi. Ấm cúng của ngày nắng. Nhiệt độ hôm nay là ba mấy? Nhiệt độ hiện tại ở ngoài trường, môi trường là 40 độ C này anh em ạ. Đấy, nhưng mà cái thú vui vẫn cứ tiếp tục đam mê rồi. Đây. Quý ơi. Nhìn à, đánh nhẹ đâu rồi, không cần đánh nữa. Ôi giời, đây. Đấy, anh em nhìn thấy không? Cẩn thận đúng rác con chim nhá. Cẩn thận đúng rác con chim. Nhớ này, ngồi đấy, vào đấy không hít một đồng cái đồng. Hít rồi. Hít rồi đây. Ôi đi sai, nhìn nó kinh nhỉ. Đấy, anh em. Dọn bớt cái đống này đi. Mẹ hít vào đấy vào giữa mồm. Có gì nó hít vào đấy mẹ mà đà. Người ta biết đường người ta ngồi xuống kiểu gì. Đà giật cho phải mạnh kiểu gì. Lưới to, lưới ăn thua gì. Ngồi xuống đi em. Đỡ lồng nhồm vừa. Có đứng ở kia kia. Dạ xử hết. Đi sau mọi việc đi sau. Chuyên gia được lập ra chứ. Chim nội anh trẻ con kia xoan kìa, con kia xoan nó đổ anh, các anh vào nhanh lên cho em một nhà. Đây anh em nhá, chim già đẹp luôn nhá. À, bóng độ đẹp luôn. Bây giờ, con đĩa đạo sống, mẹ vào túi nhà tao sống ấy. Quay đấy, quay đấy. Ôi trời xuống mẹ. Bố kia tí xe xuống theo. Cứ mãi nhìn con kia. Xuống đấy, nó kèm con kia xuống thật. Theo. Vậy. Cho nó xa tí, ôi trời mẹ, cắm được, người yêu ơi. Phải quyết. Xíu vườn. Còn đi còn quả đánh ngói thì còn một khỏe hiếu đi lừa vào còn lừa cái thì còn nhàn chán kéo mà bố sư nó đi lừa ngói nhìn chưa bố đi chậm thôi bố ạ. Vừa đi vừa đứng lại đấy. quay yếu lửa. Đang quay. Quay đâu, quay là quay yếu lửa này. Rồi cái đó đang trên con bố. Giật ra. À để cho một con kia kìa. Cho nó con kia lên. Xuống một cái đó. Anh ngồi được một tí. Cho nó con kia. Giật ra. À để cho một con kia kìa. Cho nó con kia lên xuống một cái đó. Anh ngồi được một tí. Cho nó con kia. Thọc giả. Rồi, cho đi. Đấy, anh em xem, hay không? Chưa kịp xuống ngủ thì sao đã chết. Ừ.
Các bạn cứ ở đấy đi. Cứ ở đấy đi. Đừng cầm sao bổ báo lên đi, sao to nó cũng thấy, sao to nó càng to nó càng thấy. Con kia gặp cứ lên đường rồi. Con bán ngon đi lên đường rồi. Con hôm đánh rồi đi lên đường. Phim bánh tẻ anh em ạ. Có quay đâu anh nhỉ? Cái này thì phải Quang Cường.